chấp 59 của bộ truyện đại phản diện. Chúc các bạn xem chuyện vui vẻ. Lý đạo giã lúc này đã xuống núi để tìm kiếm cơ duyên nhân cơ hội hàng yêu phục ma. Hắn lúc này nhớ lại lời dặn của sư phụ. Sư phụ của hắn vừa ôm hai em vừa nói. Đồ nhi, số mệnh của con sẽ bị ma kiếp cuốn thân. Nếu như không tránh được kiếp nạn này thì sẽ nhất niệm thành ma, vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu như con có thể thuận lợi vượt qua kiếp nạn này, hàng yêu phục ma trở về, ngày thành tiên át không còn xa nữa sau khi hồng diệp đánh vần cả đêm cùng ân vô đạo thì lúc này tâm trạng của cô ấy rất tốt vết thương của hồng diệp cũng đã tốt hơn rồi nhưng đầu óc của cô ta có phải bị gì rồi không từ lúc chị bước vào đến giờ cô ta cứ cười suốt có chuyện gì vui mà cười hoài vậy đừng để ý đến cô ấy sau này cô ấy sẽ không động thủ với diệp tuyết nữa còn những chuyện khác đợi chúng ta về nước rồi tính ưu tiên hàng đầu bây giờ là đàm phán mua lại các mỏ lithium càng sớm càng tốt có một bước đột phá trong vấn đề khai thác lithium, nhưng tôi không biết phải đưa ra quyết định như thế nào. Là di sản của Long Vương Điện nhỉ? Đúng vậy, tôi không ngờ Long Vương Điện lại có tài sản đến hàng trăm tỷ, hơn nữa hiện giờ tôi trở thành người thừa kế duy nhất. Luật sư đã gọi điện rất nhiều lần, tôi không biết phải làm sao nữa. Chị Nhược Tuyết, chị đã trực tiếp trở thành người phụ nữ giàu nhất hoa hạ rồi, nhưng có liên quan gì đến mỏ lithium chứ? Long Vương Điện nắm giữ một nửa cổ phần của Liên minh mỏ lithium, mà liên minh mỏ lithium lại nắm giữ một số mỏ lithium lớn ở nước A này. Nếu chúng ta có được những thứ này, chúng ta không cần phải đi đến nơi mua làm gì, sẽ không phải tốn sức nữa. Vậy cô do dự điều gì? Trực tiếp thừa kế Long Vương Điện không phải là được rồi sao? Nếu không phải vì sự xuất hiện của anh, nói không chừng tôi thật sự sẽ thừa kế. Nhưng bây giờ tôi đứng ở phe anh, hôm qua còn tận mắt thấy anh ta chết. Anh nói tôi làm sao mà thừa kế đây? Tôi không chơi chẽn như anh đâu, cô vừa đưa ra lựa chọn chính xác đấy. Đừng thấy Long Vương Điện có tài sản không ít, nhưng cô chưa chắc là người thừa kế đâu. Hơn nữa cho dù cô có mạng để thừa kế, nhưng chưa chắc có mạng để hưởng đâu. Long Vương Điện đi lại trong giới hắc bạch đỏ đen, lập nghiệp bằng hình thức lính đánh thuê, những thế lực kim chủ đằng sau rất phức tạp. Ở nước A lại càng nhúng tay sâu hơn, thậm chí còn nắm giữ bí mật của rất nhiều nhân vật quan trọng. Một tổ chức như vậy, một khi tiêu thần biến mất mà không có ai đủ năng lực đảm nhận, không bao lâu sau sẽ tan đàn xẻ ngẽ. Ông chủ nói có lý, tôi cũng đã từng nghe các chiến hữu của mình nói về chuyện của Long Vương Điện. Cũng may buổi sáng mình không do dự, nếu như thật sự nhận, có lẽ ngày mai xác của mình nằm ngoài đường rồi. Đi theo tên khốn khiếp ân vô đạo này vẫn đáng tin hơn. Vậy tôi phải làm gì bây giờ? Giao cho quốc gia. Ân vô đạo nói xong thì ba người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chuyển cảnh đến bờ biển. Lúc này lục mạn dẫn theo rất người cùng hộ tống. Lục Mạn đưa cho Giang Nhược Tuyết ba mỏ lithium và bảo đây là phần thưởng của cô. Giang Nhược Tuyết lúc này rất kinh ngạc chấm ba mỏ lithium. Rất cảm ơn sự cống hiến của cô, các bên liên quan sẽ không quên cô. Tương lai nếu như cô có bất kỳ khó khăn gì, có thể liên hệ với chúng tôi. Đây là lá bùa hộ mệnh dùng mấy trăm tỷ để mua được sao? Sau khi đưa đồ cho Giang Nhược Tuyết, Lục Mạn lúc này ra trò chuyện cùng Ân Vô Đạo. Ân Vô Đạo, cảm ơn anh đã làm cầu nối về chuyện này anh không hổ là cháu nội của nhà lãnh đạo. Trước kia tôi đối với anh đã có rất nhiều thành kiến. Chuyện qua rồi, đừng nhắc đến nữa, sau này đối tốt với tôi một chút là được. Lục mạn lúc này dường như đã có cảm tình hơn với ân vô đạo. Được, về nước rồi chúng ta gặp nhau. Sau khi lục mạn rời đi, Lâm Phong tiến lại hỏi ân vô đạo. Vì sao anh không nói chuyện tiêu thần cho cô ta biết? Cô ta tí nữa thì đã hại chết anh. Vội làm gì, sơn nhân tự có diệu kế. Lục Mạn đã tiếp xúc qua nhiều nhân vật chính, lâu như vậy mà không yếu đi. Trên người cô ta không thể nào mà không có điểm thiên kiêu, chắc chắn là có không ít. Mình chỉ cần chiều chuộng cô ta, mình phải khiến cho cô ta nợ mình, đến lúc đó sẽ để cho cô ta nhớ lại chuyện của Tần Thiên và Tiêu Thần, để xem cô ta lấy gì đền đáp cho mình đây. Nói xong ân vô đạo cũng quay đầu rời đi. Giang Nhược Tuyết thấy vậy thì lại gần đưa cho ân vô đạo ba mỏ lithium. Ân vô đạo đưa tay ra nhất quyết không đồng ý, Tôi từ khi sinh ra đã có rất nhiều tiền, tiền đối với tôi chỉ là một dãy số. Tôi ra nước ngoài thu mua các mỏ lithium này, chẳng là cảm thấy kiếm tiền từ những người nước ngoài này cảm thấy thoải mái hơn nhiều thôi. Tôi chỉ muốn thoải mái, chứ không phải vì tiền. Sau khi ân vô đạo nói như vậy, độ thiện cảm của Giang Nhược Tuyết được cộng thêm một, lúc này độ thiện cảm là 79. Anh ta không yêu tiền, vậy tại sao anh ta lại xếp mình vào vị trí tình nhân chứ? Chuyện này mình thật sự nghĩ không ra mà.